Con tên gì? Hả? Con tên gì? Thấy tội không quý cô chú anh chị. Hôm nay Quang đến quay để chia sẻ cho quý cô chú anh chị hoàn cảnh bé bị sức mau rồi mẹ bỏ nè. Hả? Thấy chưa? Con tên gì? Hả? Hả con tên gì? Hả? Tên gì con biết không? Con nhìn tội nè. Cười coi, con cười coi. Hello coi, hello coi. Hello coi. Hello. Hello, giỏi quá ta. Đi, vô nhà nè. Ừ, thấy chưa? Tội quá quý cô chú anh chị, bé bị sức môi nè, mẹ bè bỏ nè. Vậy là con bé đó là người ta lại bỏ nhà trước nhà chị ha. Cha mẹ nó đi bỏ chơi ngày. Lúc bỏ bé là lúc đó bé bự chưa chị? Hay là mới 29 Tết. Bé bỏ 29 Tết này ha. 29 Tết đó. Dạ, bỏ trước nhà mình gì đó hả? Cho nhỏ nó cầm bị gì đó. Bọc đó đó. Bọc đó ha. Giấy tờ đồ đầy đủ hết trơn á. Dạ. Đâu lúc đó bỏ con sao con cầm bọc sao con ra con cầm cho chú bỏ cho con. Tiên lấy bọc nè Tiên. Lấy bọc nè. Lúc đó là con bé này nó bự chưa? Chưa lớn vậy nè. Tết đó. Bỏ từ Tết tới giờ ha. Bỏ con trước vậy đó hả? Ơi tội không? Sao nó nhớ đến mà ấy? Cũng lúc trước là như là bé này là mẹ nó bỏ là ở tại chỗ này luôn hả chị? Ở lộ mà nó ra đây nè. Ra đây là bé đứng cầm cái bọc gì luôn ha. Rồi mới thấy tội quá đem vô đi. Vậy rồi bé có khóc không? Khóc. Lúc đó là chị ra chị đem vô. Thôi giờ dẫn bé đi vô đi chị. Thì cả nhà lúc trước thì mẹ của bé bỏ bé ngay tại này, chỗ này ngay cả nhà. Lúc đó chị ra chị phát hiện hay sao? Vô phát hiện người đó đó, người đó. Dạ, cho chăm gửi này chị. Dạ. Chị tên gì? Tên Vàng. Tên Vàng ha. Vô trong mát nè chị ơi. Hoàn cảnh chị chắc cũng khó khăn hả chị? Khó khăn. Mẹ già bệnh có tật nữa. Ủa, bộ chị ăn chầu hay vậy? Ăn chầu. Chị năm nay nhiêu tuổi mà ăn chầu sớm hả? 45. 45 tuổi ha. Vậy là ở đây tập tục mình ăn chầu hay sao? Người già ai cũng ăn chầu á. Rồi, vô đi. Rồi. Thôi vô đèn ghế. Vô đây Tiên. Bé Tiên vô đây đặt tên gì? Để trong khai sanh đó thì tên Duyên. Duyên mà ha. Tại kêu nó Tiên. Tiên ha. Kêu ở ngoài Tiên á. Rồi tới rồi bà già nó bệnh bả chửi lên chửi xuống đuổi đi hoài luôn mà thấy tội quá không biết làm sao. Thì cũng lúc đó là cái người mà bỏ bé là chị biết không? Không. Không quen biết gì luôn. Cũng không quen biết là cái người đó là người dân tộc hay là người Việt chị? Người Việt mà như là nó nói cụ Ánh cao ấy. Cụ Ánh. Người Bắc. Là cũng như là người Bắc ha. Người Bắc. Mà nó đem bỏ nó đi đi dài dài nó hỏi có ai lấy có ai chịu lấy đâu nhỏ này ai lấy rồi mới nó chỉ lại đây nè nói mày đi chỗ hai vợ chồng nó đi nó không có con sợ nó lấy nuôi sao rồi lấy chị rồi cũng chưa có con hả chưa con bây giờ có đứa bé rồi thôi nuôi đỡ đi rồi từ từ có ai thương rồi cho rồi phẫu thuật lại chứ rồi ở nhà bà già chửi hoài bà già chửi hoài là lúc trước á là cái chị đó thì đi dài dài ở xóm này là nói gần là kêu người là cho con nhưng mà ở xóm thì ta chỉ lại là gia đình của chị thì gia đình của chị cũng chưa có con ha có chồng nhưng mà chưa có con cho nên gia đình mới nhận bé này lúc đó là bỏ ở ngoài thân là chị cũng không hay luôn ha không hay là ngồi ở đó đón Tết ngày 29 Tết đó lúc ngày 29 luôn mà lúc đó là như thế nào mà chị thấy được bé chị đi ra đi vô nè mới thấy rồi nó thấy vậy rồi nó đi đâu vậy rồi nó khóc hoài nó không nói chuyện gì hết trơn á mới dẫn nó vô vô nó nên ở với mình nó không có khóc luôn ban đêm đồ không có đái không đòi sữa không đòi gì hết á đi ỉa biết rửa đít rửa ên luôn nó vậy đó lúc đó là bỏ bé mấy giờ chị ba giờ là
3 giờ chiều. 3 giờ chiều ha. Nhìn con bé rồi nè. Mẹ bỏ con hả? Con biết mẹ tên gì không? Con biết mẹ con tên gì không? Mẹ tên gì Tiên? Cái này là đồ đạc của nó đó của hả? Nó đó. Là mẹ lúc mẹ nó bỏ là nó đứng xách cái vỏ xách gì đi hả? Dạ. Mẹ con tên gì con biết không? Mẹ đi đâu rồi Tiên? Hả? Mẹ đâu? Mẹ đi đâu? Hả? Mẹ đi đâu? Ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Mẹ bỏ con hả? Mẹ đi đâu? Chắc em nghĩ rằng là chắc sợ sanh bé này ra rồi thấy bé bị sức môi đó chị. Thì nên chắc bởi vì nó cho người ta đó. Rồi không ai lấy á, người ta nói lấy gì xui đó. Rồi lấy lại bà già nói mày lấy gì xui nhà xui cửa tao này kia, bả đuổi giết luôn á. Cũng như là mẹ chị là không cho sinh. Ừ, không cho lấy. Kêu đem vô đâu á, rồi thấy người chồng á thấy tội nghiệp quá, thấy tội kệ nuôi đại đi. Rồi ở đây chắc ấp rồi ta cũng biết hả chị? Biết hết trơn, trong ấp rồi biết hết. Rồi. Vì mình lại mình trình ấp đó. Tại vì mình thấy bé tội nghiệp rồi nên mình giữ là mình nuôi. Tội nghiệp bé không? Rồi lúc đó là bỏ đây là có giấy tờ luôn hay có giấy tờ luôn, giấy tờ khai sinh của bé ha, có hết luôn nè, đầy đủ luôn. Vậy là ở ấp nào xã nào là nè, coi em coi thứ nè, coi mượn nè, đây nè, đây giấy khai sinh của bé nè, có đồ khám bệnh khám nơi gì luôn, nơi sinh ở bệnh viện Hùng Vương thành phố Hồ Chí Minh hết ta. Bé này cũng người dân tộc nữa mà, dân tộc hả, bé này cũng người dân tộc là thuộc là Hồng dân Bạc Liêu. Thì Bạc Liêu đó. Chứ không phải là mẹ là sinh năm 97, cũng người dân tộc luôn nè, ở Hồng Dân Bạc Liêu, là mẹ con ở Hồng Dân Bạc Liêu. Rồi nhưng mà tên cha thì không có nè, không có cha, nghe lấy bảy gì đó. Lấy bảy. Nghe nói lấy bảy, không có con, không có cha đó. Bé này sinh năm 2019, mẹ là 4 tuổi. Dân Hồng Thắm. Dân Hồng Thắm là người Khmer hả ta? Nè, dân tộc Khmer nè, không thấy trời. Đó, dân tộc Khmer nè. Mà sao nó nói người Bắc? Đâu có đâu, đây là dân tộc Khmer. Dân tộc Khmer luôn. Tức là có thể là con bé này là có thể là lấy người dân tộc mà lấy người Việt á, nó mới ra mới chắc gì đó. Không, nói chung mà bé này muốn tìm về mẹ nó cũng dễ chứ đâu gì đâu khó. Nè. Mà mẹ nó trả rồi. Tại này là ủy ban xã Vĩnh Lộc A nè, thì mình lại ngay cái ủy ban đó là mình hỏi ai người ta cũng biết mà. Đây, đúng rồi nè. Tại vì người ta khai sinh bé là người ta sẽ biết hết. Nè, nơi cư trú là ấp lộ xe A nè. Ấp lộ xe A đó, xã Vĩnh Lộc A đó. Đồ khám bệnh khám gì vậy, y tế gì nó cho hết. Mẹ mà thấy con bị mà khuyết tật gì cái bỏ thôi. Thấy tội nghiệp không? Là lúc bây giờ là nó mấy tuổi chị? 4 tuổi. Là nó 4 tuổi hả? Nó sinh năm 2019 đó. Thì trong khai sanh gì nó mới biết. 4 tuổi rồi. Nè, con vô đây nó ngồi nè con. Vô ngồi con, vô ngồi dưới mẹ kìa. Rồi từ khi mà chị nhận nó về là bây giờ tới bây giờ là nó còn nhắc mẹ nó không chị? Không, nó kêu đây mẹ không à. Kêu mẹ không chắc à. Nó quên mẹ nó không quá. Không thấy mặt chắc biết à, nó quên nó bên lớn này rồi. Tại nó chưa biết nói chuyện á. Bây giờ là chị muốn là tìm lại mẹ nó hay sao hay mẹ là mẹ nó bỏ rồi sao mà tìm được. Tìm là nó tìm tức là nó bây cũng giờ đâu là có nhận đâu. Chị nuôi bé này luôn hay sao? Thì nuôi luôn á. Nuôi luôn ha. Nếu mà lỡ là xem một mai nào đó mẹ nó biết mẹ nó thả đây nè, rồi một mai nào đó mẹ nó lại bắt lại rồi sao? Không cho. Ví dụ có khả năng đi mai mồi cho nó nữa dễ vậy. Vì mình làm giấy khai sanh qua tên mình lại. Nhập vô sổ khẩu của mình. Mình bé rồi kìa. Con cũng nhìn đây coi con. Nhìn đó kìa Tiên, nhìn đó kìa. Nhìn đây nè. Đó, thấy tội chưa? Nhà mình đây có ruộng đất gì không chị? Không. Đi làm mướn không ha? Làm mướn không á. Ông xã đi làm hồ. Ông xã đi làm hồ ha. Rồi còn mấy đứa cháu 4-5 đứa nữa. Yeah. Rồi còn nhỏ kia nữa, nuôi 3-4 đứa chị, luôn. Chị có chồng lâu chưa? 20 năm rồi. Có chồng 20 năm rồi. Cái này là giống như trời ban đó, trời ban mới có được đứa con hồi trước là hai chồng chưa có con, bây giờ có được đứa con đẹp gì nè, để từ từ mình có ai cho cái phẫu thuật cho bé là đẹp lại liền. Đó. Tại vì cái giống như mình bị cái sức môi nè, sức môi hở hàm ếch này mình trị được. Nó xuất tới đây luôn mà. Tới trên đó luôn hả? Ừ, nó hả miệng cho. Ơi. Không phải như người ta đâu. Ơi. Đó, thấy không? Đúng rồi, nó hả tới trên đây luôn hả ta? Nó bị tới trên đây luôn hả? Tới đó luôn á. Tới đây luôn nè.
quả như người ta, người ta sức vừa vừa. Không biết cái này có khả năng điều trị được không biết, thấy bè tội quá nè. Đó. Sức tới đây không phải như người ta sức vừa vừa. Dạ. Bây giờ là chị nhận bé này làm con nuôi luôn ha. Dạ. Không, anh thấy con bé này nếu mà mình điều trị nó được á, điều trị nó được. Được ha. Tuy nó hơi sâu á ha. Nè người cái đó. À, con nhìn lại cái con. Cái nhìn cho. Nè nó thấy chưa nè. Thấy không? Nó sâu á. Cũng như nó sức mị vô trong luôn á. Vô trong luôn á. À, thấy không? Cái lưỡi nó đẩy lên lỗ mũi được. Ừ. Con lấy cái lưỡi lên tới lỗ mũi vậy đó hả? Nó ngủ ban đêm nó lấy khăn nhét vô không à? Nó cái lấy khăn nhét vô cái chỗ mà lủng á hả? Ừ, lủng như là không cho vô gió hay gì á. Nó phải lấy cái khăn nó nhét vô đó. Mới nó ngủ được vậy, không nhét nó ngủ không được. Thấy cũng như là nó ngủ là nó đâu có mà hít cái miệng nó được được. Không. Nó bị sức môi mà. Sức môi nè. Nói chung bé này chỉ có bị cái đó thôi mà nếu mà điều trị là nó đẹp lắm á, thấy nhìn khuôn mặt đẹp ha. Nó xinh lắm chứ bộ. Nó xinh lắm. Nó xinh gái. Tại nó chỉ bị cái đó thôi à. Lớn nếu mà này lớn mổ được á. Bây giờ không được hả? Không được, nói chung là người ta chỉ người ta sửa lại á. Sửa lại được. Đó là thẩm mỹ viện á. Vô đó là nặng tiền lắm. Hơi nặng tiền đúng không? Lúc còn trẻ thì làm. Rồi nay chú gửi tặng cho con 500 ha. Là tiền của cô Hoa nha, cô Hoa đến bên Mỹ nha, gửi tặng cho con 500 nha. À. Tao con cảm ơn coi. Rồi giỏi dữ ta. Hạ coi. Rồi mau hết bệnh nghe. Thì chú mong đăng cái clip này lên coi có ai thương thì giúp đỡ cho bé ha. Giúp đỡ cho bé đi có tiền sửa lại cái môi ha. Rồi thôi Quang cũng thay mặt cho bé cảm ơn mà chị Hoa Đinh rất là nhiều. Chúc chị và gia đình dồi dào sức khỏe và làm phát tài á. Rồi chú chào con nghe, bye bye coi, hello coi. Rồi giỏi rồi.